đứa em mè nheo thích làm bài tập về nhà kiểu: Này ăn dưa đi, sao con khóc? Hôm nay cô giáo không cho con bài tập về nhà. Ê lều, càng sướng chứ sao, tao muốn còn không được. Không có bài tập thì con chơi đi, đây mẹ cho mượn điện thoại, càng thoải mái chứ sao. Không, con thích làm bài tập cơ, không biết đâu. Nhức đầu, thế mày làm hộ tao đi, tao chơi, tao ăn cho. Sao em làm được, bài con làm chứ. Được mà, để con học hộ chị. Đấy, vẽ đi, chủ đề là gia đình thân yêu. Ok men. Lạ thật, con chán thì nó thích. Đồ ngốc. Khi mẹ biết con bạn thân được giấy khen kiểu: Con học hành kiểu gì mà điểm thấp vậy, giấy khen cũng không được. Tại năm ngoái học online nhiều, năm nay đi học lại nên các bạn con nhiều đứa bị điểm thấp lắm mẹ. Thế à, thế cái Thảo được bao nhiêu điểm? Nó cũng như con thôi, không được giấy khen đâu, mẹ ăn đi. Thủy ơi. Ơ, cháu chào cô ạ, nhà cô đang ăn cơm à? Ừ, Thảo à, vào ăn cơm cháu. Tay cầm cái gì thế, có gì cho bạn à? Dạ, năm nay cháu được tận 2 cái giấy khen, một là của lớp, 2 là của trường. Cháu mang sang để an ủi Thủy, cho Thủy đỡ tủi thân à. Tao cần chắc, về đi. Ua. Mày giỏi lắm. Ôi mẹ. Ngon lắm mà sao chị bảo cay khét. Chị ơi, chị ăn cái gì đấy, cho em miếng. Hả, cái này cay lắm, không ăn được đâu. Cay thế á? Ừ, cay lắm chứ, nhìn chị ăn cho mà xem nhá. Cay quá, này ăn đi. Cay lắm, em không ăn đâu, chị ăn đi. Đưa cho em ăn, lại tính lừa em hả? Cay, mà mày ăn gần hết hộp. Con bảo em ăn, nó không ăn đó chứ. Nè. Sao, ăn được không? Thấy thế nào con? Cay không? Cay, nhưng mà ngon. Đưa em. Biết ngay mà, lần sau đừng để bị chị lừa. Thì con bảo cay thật mà. Khi quả bưởi hàng xóm nhìn thấy mẹ kiểu: Đi mẹ, mẹ đứng đó làm gì? Đi đến đây, tự dưng chân mẹ không đi nổi nữa. Là sao mẹ? Khó hiểu quá ta. Quả bưởi. À, con hiểu rồi, để con trèo lên. Ném nhẹ thôi, khéo rơi vào đầu mẹ. Con ôm một, mẹ ôm một, về thôi mẹ. Ơ, ai kia, bưởi nhà tớ mà. Chị Thẹo ơi, chị Thẹo. Không phải chị Thẹo đâu, nhầm rồi. Mẹ Thẹo ơi, nhanh lên. À, đúng là chị Thẹo rồi nhá. Chị vội về thì cứ về đi, 50.000 một quả, mai trả em tiền cũng được. Còn về cái ngu như bò, 100.000 hai quả bưởi. Những lúc mẹ binh em và tôi kiểu: Piu 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 piu. Chơi kiểu gì thế, đi ra chỗ khác, va vào chân người ta rõ đau. Em thích thế đấy. Em nó va cái có làm sao đâu mà khó chịu.
Mẹ không thấy nó va vào con bụp cái rõ đau à? Mẹ chỉ binh nó thôi. Mẹ không binh, nhưng mẹ thấy bình thường mà. Đúng đấy, đồ ăn vạ. Ăn vạ à? Đưa xe đây bảo. Chị làm gì? Nè. Ăn vạ này. Mẹ ơi, đau. Mày lại cái miếng khó chịu à? Đâu, có đau đâu, con thấy bình thường mà. Khi nhà có mẹ là chùm lươn văn vở. Hai đứa ăn đi, mẹ vừa nấu xong đấy, xem có ngon không. Wow, mẹ nấu ngon quá, mẹ mà thứ hai thì không ai là chủ nhật. Mẹ nấu nhanh thế, con vừa mới thấy mẹ đi chợ về mà. Ơ hay, thế mẹ mới là mẹ của chúng mày chứ. Lại sờ sờ sệt sệt chắc. Very good job, con mời mẹ. Ăn rồi mới mời à? Ngon tuyệt cú mèo mẹ ạ. Chị Năm ơi, nãy mua chả cá được tặng một cái, quên em không đưa, giờ mang sang. Chả cá cô làm có ngon không hai đứa? Ngon, ngon lắm, thôi về bán hàng đi. Thế mà mẹ bảo mẹ làm, mẹ nấu đó có ngon không? Mẹ xạo nhờ. Nhà tôi có đứa em lươn lẹo thiệt chứ. Bánh này là chị mày đi mua nên mày không có quyền đòi hỏi của chị, nghe chưa? Của em, chị phải cho em, ai bé hơn? Đưa đây, bé cái gì mà bé? Không đưa. Bỏ ra nhanh lên. Hai đứa ơi, mẹ về rồi đây. Thôi, chị không cho em thì chị ăn hết đi cũng được. Em chỉ thèm một chút thôi, không sao đâu. Tự dưng tự lành ngoan thế, không bao giờ cho đâu, nghe chửa. À, được nhở, lớn đầu mà không biết nhường em, để cho em nó nhường cho, không biết giờ à? Thôi mà mẹ, nhìn chị ăn ngon là con thấy vui rồi. Trước mặt mẹ, nó giả vờ đây mẹ. Ờ, giả vờ à, em nó ngoan thế kia, còn mày thì... Ơ kìa mẹ, oan con quá.